Tiên. Đầu tiên mình kết keo. Đâu rửa reo rửa ba nước nha, rửa vớt lên đi con, vớt đi, vớt lên. Đâu đổ nước ra đi. Đâu xả nước vô. Khoan khoan, nói lại đi. Bước này tới con đoạn bước ướp thịt bò. Là một muỗi hạt nêm nè, hạt nêm trước. Hạt nêm trước. Nêm. Vô. Đầu. Lại tới bột ngọt, bột ngọt nè. Đầu đường. Tới tiêu. Tiêu bỏ ít tiêu thôi. Có một ngọt. Ngọt. Lấy muỗng. Có cái muỗng để đồ nè. Con bỏ vậy làm sao mà con bỏ được. Có muỗng này con. Không có đường. Đâu em. Rồi. Tiếp theo. Rồi con trộn đều đi. Lấy bỏ thêm ít nơi dầu. Lấy đũa trộn đều. Trộn đều lên. Rồi xem. Dao gọt củ tỏi mì đang quay nha. Gọt cái đầu của nó trước. Bỏ cái vỏ củ tỏi ra khỏi cái thớt đi. Đâu. Củ tỏi đi. Bỏ ra. Đập cái củ tỏi mạnh xuống. Đập mạnh xuống. Rồi bềm đi, bềm cái củ tỏi ra. Xắt nhỏ nhỏ ra rồi bềm. Xắt nhỏ nhỏ ra. Bềm nhuyễn này, bềm nhuyễn cái củ tỏi đó để chẹp nửa phi. Củ tỏi xeo rầu. Hốt ra. Hốt ra đi. Rồi hốt cái củ tỏi ra. Hốt bỏ vô chén đi. Rồi xong. Chuẩn bị đi sơ chế nè. Bật bếp. Bật bếp lên. Rồi bỏ xíu muối vô. Bỏ xíu muối vô. Luộc reo. Luộc xấu chứ sao luộc reo. Bỏ thêm muối vô. Luộc xấu. Ừ đúng rồi, xú lơ. Đầu. Đây. Để nước sôi lên. Rồi bỏ xú vô. Bị tắt kìa. Nước sôi ta nước bỏ sôi, reo vô. Bỏ xú vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Coi nó lọt cái hành ngò vô bây giờ. Bỏ từng cái vô. Dạ dạ. Bỏ vô, bỏ vô. Mày đừng nói. Rồi. Để cho nước sôi lên. Luộc đi để cho bông cải
lơ chín. Rồi, để im nó, bỏ đầu đũa ra đi để cho nó sôi đi. Nước sôi rồi tắt bếp. Rồi, vớt bông cải ra. Vớt bông cải ra. Rồi. Nói tiếp theo. Để chảo nếm rồi bỏ vào vô. Nói ướp súp lơ. Đổ dầu vào chảo. Đổ đi. Tiếp theo. Nói đổ dầu vào. Đổ dầu vào chảo. Cứ điều ra. Cứ điều ra, đổ thêm dầu vô. Rồi lát chảo cho đều lát chảo dầu.